trở rằng giáo dân tiếp tục chuyên cần cầu xin mai ngày hai họ đứng lên về trên cho phép xây nên nhà thờ. Hỏi lòng giáo sư Vinh Vương, các họ đều có nhà thờ khác trang, đức tin về bên vương bạc, tin mừng từ các thánh đường vương xa, đồng đội là đặng kiều trang, linh mục thứ nhất tên là cha ba, rồi đến cha đường cha thạch, cha bi cha hạnh, ngọc thạch thạch thôi. Mỗi xuyên đi giáo cho tôi, nhưng Chúa đã chọn ba người làm cha, mang dòng họ của quê nhà, cha du thứ nhất hay là cha phương. Cha trọng đạo đức thiên địa, được ơn phục vụ quê hương thật nhẹ. Chờ dần quê bố đức cha, giám mục phát diện đã qua cơ thờ. Bái tôn hai đấng công lợi, cha hải cha chích giúp đời nơi xa. Cầu dần đã có năm cha, cha mai thứ nhất hay là cha sang. Cha tỏ cảm ơn Chúa thương, giám học trường viên dẫn đường chúng sinh. Cha mong cùng với cha mình, mang dòng bó bài trong tình Chúa thương. Tiếp nối truyền thống quê hương, thầy truyền thầy luận lên đường dẫn dắt. Giờ đang học ở khoa thần, tại trường trực viện cũng gần nhau thôi. Trong tình thương Chúa ba ngôi, các cô đồng đội nhiều người đi tu. Bên thánh giá với phong đô, dòng nào cũng có các sư sứ mình. Dòng tên với nhà cũng sinh, giáo sư đã có ba anh kia rồi. Chưa đồng đội có một người, làm chứng cho Chúa nhiều người nữa thêm. Cụ viết từ đạo trung niên, hồ sơ phong cánh không tên của ngài. Giáo dân mong khỏi nay mai, hương sông của ngài thật loan các nơi. Đồng đội chào đã lâu rồi, cầu dần tiếp tục tháng 10 hàng năm. Sau thời giãn cách nửa năm, hôm nay Đức Tổng về thăm cầu dần. Gặp là một đại hồng ân, Đức Tổng kinh lý họ lần đầu tiên. Công bố cho các mọi miền, cầu dần trầu lợn trong niềm hân hoan. Sau bao hồi hộp, lo toan, cầu dần đồng đội hân hoan vui mừng. Trong niềm phấn khởi tức mừng, trong vài giáo sứ vui mừng hoan ca. Và cùng sinh nhật đức cha, tròn 61 tuổi bao là hồng ân. Cầu xin nương Chúa Thánh Thần, ban cho Đức Tổng hồng ân trả này. Và con có lạc hoa này, chúc mừng Đức Tổng trong ngày hồng ân. Wow.
số nhận thứ hai của tháng 10 tháng 5 dương xin.